anh cần em đấm một cái, diễn thật là chân thật, em làm được không? Rồi yên tâm, em tay đen mà. Tay đen đúng không? Nhưng mà chủ yếu là chân thật. Em quýnh thật không à, quýnh cũng giả lắm. Anh cần cái đó, nhớ nha. Kiểu vô đi anh. Vô em chơi. Cố lên nha em. Quất. Được không, được không, được không? Quýnh nó. Sao hả? Giỡn à, anh thiệt mà. Sao quýnh lại nó không ơi? Giỡn hoài, giỡn quýnh. Ê, giỡn anh. Ê. Kha. Dạ. Mày kêu gì biết con chú cái kì vậy? Anh kêu đánh nó không đánh chưa? Không đánh mày. Mày quýnh đi. Dạ thưa đạo diễn, em tới trễ. Xin lỗi. Ủa? Vâng. Dạ. Em tới làm gì nữa? Clip nóng cô lộ trên mạng xã hội đầy rẫy kìa. Cô lo đền hợp đồng cho tôi đi. Đạo diễn nói gì? Clip nóng là sao? Nè coi đi. Clip nóng này. 10 gì đâu. Đó thấy chưa? Em xin lỗi. Sao mày hiểu được? Bây giờ tao lên trang mạng nào cũng đều thấy thông tin Alina lộ clip nóng. Rồi tao còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa? Thì tao biết mày đang bế tắc, tao mới qua đây tâm sự chia sẻ và an ủi mày nè. Tao không hiểu tại sao những người đó lại thích lấy đời sống riêng tư của người khác ra để làm trò vui cho họ. Mày cứ yên tâm đi. Những người mà mang đời sống cá nhân của người khác lên để trục lợi, chắc chắn họ sẽ bị pháp luật trừng trị. Họ bị trừng trị rồi sao? Nhưng mà hiện tại, cuộc sống của tao, sự nghiệp của tao sẽ ra sao đây? Bây giờ, tao đang cảm thấy rất là nhục nhã. Tao không còn mặt mũi để nhìn ai nữa hết. Mày bình tĩnh. Mày vẫn còn bạn bè, vẫn còn fan, vẫn yêu mến mày. Còn đồng nghiệp anh chị nghệ sĩ á, họ đồng cảm với mày mà. Ê! Gì? Mày có biết con ca sĩ Vân Alina không? Sao không? Lộ clip nóng, phát tán trên mạng mấy triệu chia sẻ, mấy triệu bình luận luôn. Vậy mày có biết ai làm vụ này không? Thì mấy mắt dại chứ ai. Mấy đó thế nào cũng bị nghiệp quật à. Sao mày chửi tao? Tao là cái người hack camera nhà nó nè. Cái gì? Mày làm hả? Trời ơi, làm như vậy là thất đức lắm á nghe con. Thất đức gì má ơi. Mày biết bây giờ trên mạng mấy triệu lượt share, mấy triệu lượt like. Mày biết tao kiếm bao nhiêu tiền trong cái vụ này? Mày kiếm tiền gì á, chứ đừng có kiếm như vậy. Làm gì ảnh hưởng tới sự nghiệp người ta, ảnh hưởng tới rồi lỡ mà con người ta nghỉ quẩn đi tự tử rồi sao? Tự tử cái gì? Mày sớm muộn gì mà cũng bị công an bắt à. Đợi xíu. Vô mánh mày. Vô mánh. Alo. Alo. Cái điện thoại này kỳ. Nói đi. Anh Vũ ơi, vợ anh, vợ anh tự tử rồi. Sao tự tử? Cô bị ta quay lén trong toilet rồi úp lên mạng. Cô nhục quá quá, cô tự tử rồi. Đó, mày thấy chưa? Vợ mày là người thường mà chịu còn không nổi, huống chi là ca sĩ. Tao có nói rồi, làm gì là thất đức lắm.